chào cả nhà. Cả nhà xem nè, cái cây táo mà bữa hôm mình đi Flower World nha, là cái chỗ họ bán cây giống đó. Mình với lại chị Brandy đi mua cây giống đó, mình có quay lại video rồi đó. À, mình mua được cái cây táo này nè, nó nghiêng 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 vậy đó. Trời ơi, đúng là trái thế ham luôn cả nhà. Công nhận nữa hả, mình lừa được cái cây này nó mình rất là thích luôn cả nhà. Trái này. Trời ơi, lủng lẳng gì đâu, đã dễ sợ cả nhà ơi. Thì hôm nay á mình sẽ theo yêu cầu của rất là nhiều bạn 2 năm trước lận á. Thì 2 năm trước Nhung Hà ăn với lại mắm ruốc. Năm nay mình sẽ ăn với lại mắm tôm. Ok. Không biết ngon không? Hình như năm ngoái mình có ăn rồi phải. À, trời ơi cả nhà. Đó. Đã chưa? Hôm nay ăn táo ở trên cây nha. Bữa giờ nhiều bạn yêu cầu Nhung ơi chừng nào mới ăn táo vậy, lâu quá, ăn mắm tôm đi giống như 2 năm trước đi. 2 năm trước mình ăn với mắm ruốc chứ, năm nay không có mắm ruốc cả nhà ơi. Mắm ruốc của mình hết trơn rồi, chỉ còn mắm tôm thôi. À, mắm tôm hảo hạng luôn. Trời ơi, lựa trái nào ăn hả? Trời ơi, sẵn có một trái trên đầu này ha, mình ăn luôn nè. Đó, không chín chưa ta, trái nào chín nhỉ? Mình cũng không biết trái nào chín chưa nữa. Thôi sẵn cái tiện nó gần đây, nãy mình mới tới nước cho nó rồi, rửa sạch, tắm rửa sạch sẽ luôn, trái rất là nhiều luôn. Đây, mời cả nhà ăn cùng với Nhung Hà nha. Trời ơi, chậm chậm vô đây. Giòn, chua chua ngọt ngọt. Mặn mặn chứ lộn. Chua chua mặn mặn cả nhà ơi. Trời ơi, cay cay nữa. Ngon quá. Cái quả táo này á, nó rất là dày ha. Nó không bị xốp rồi nhà ơi. Bữa hôm mình đi cái chỗ farm họ trồng á, nhìn quả táo đẹp lắm cả nhà, nhưng mà hả, mình ăn xong mình cắn cái là nó xốp xộp chứ nó không chắc như gọi cái táo này. Táo này nó chắc đây luôn á. Đấy, ngon quá. Ăn giống như ăn khế cả nhà ơi. Nhớ hồi đó hai mẹ con mới qua, đúng rồi, mới qua ông xã có cây táo, mà video đó lên 1 triệu view rồi cả nhà. Ông xã có cây táo mà 5 loại á, trời ơi, à, trái quá chừng trái luôn cả nhà. Xong cái ui, nó thấy mắm tôm nó đậu rồi, ui đi cho khai. Nó thấy á, nó rồi á, không thấy mùi hử được mùi mắm tôm này rồi. Thơm quá, nó chịu không nổi nữa, bày vô ăn. Trời, nó ngon quá. Ăn miếng đã rồi nói tiếp. Có miếng ớt đâu hả? À, giống như mùi giống như khế lại cốc rồi nhờ. Ngon lắm. Chua chua mặn mặn cay cay ngon. Nói vô cái táo quan xạ, trời ơi, trái gì mà trái thấy ham luôn rồi nhà ơi. Tự nhiên cái 3 năm nay luôn, 2 năm nay chứ, nó ra được có 7 trái rồi nhà, nó không chịu ra nữa, mình không hiểu sao nữa. Còn mấy cây này là mình mới mua năm nay rồi nhà ơi, chứ nó vẫn không có cây kia nó ít trái gì lắm. Thêm miếng ớt nó cay cay ngon á. Ngon. Táo chắc ngon rồi nhỉ. Cay ngon. Lát mình thu mấy trái thôi, cái bữa nào mình thu nữa cả nhà ha. Ngon.
Thu mấy trái nào dài dài bữa bữa vô buồn buồn làm video á, buồn miệng á, cắn mấy trái. Không nhìn táo nhà trồng có khác cả nhà ơi, cái hương vị nó khác thì so với lại lúc mà mình đi farm hái nha, thấy ham dữ lắm luôn, nhưng mà ăn nó không ngon bằng cả nhà. Quả táo nhỏ sống chắc kìa. Cái là nó không ngọt nha, nó chưa chua ngọt ngọt thôi chứ nó không ngọt. Hay là cái loại như vậy mình cũng không biết nữa, nhưng mà nó rất là chắc và giòn. Ăn nó cảm giác rất là mạnh miệng và rất là ngon luôn. À, hơi quả táo ngon quá. Đúng cái hồ. Nó ngon với lạnh hồ luôn á. Ngon quá, ngon cội không à. Ok, còn miếng à. Để mình thu mấy trái đi cả nhà ơi. Xong rồi chấm mắm tôm á, cũng rất là ngon luôn. Táo này á, giống như là mình ăn khế vậy đó. Ngon lắm. Trời ơi, cốc nữa, trời ơi, thèm quá, nhiều cái canh nước miếng. Mình thấy có trái này ok nè, mình hái cái trái này cả nhà. Ôi trời ơi, trái này căng mọng ngon quá. Ok ha, có trái này, ok nè. Đó, trái này chắc ngon lắm luôn nè. Tuy nhỏ cho mình thấy nó cũng bắt đầu chín rồi. Trái mé đầu này nữa nè. Đó. Phải hái khoảng chừng 4-5 trái thôi. Cái này. Ok. Hai trái kia mà trái kia rụng rồi thôi. Thôi hai luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Xe của ai á mà mình thấy trái này chín luôn rồi. Hái luôn đi. Rồi. Mình hái 5 trái cháo được rồi, mình vô buồn buồn miệng mình ăn. Còn lại nè mình trùm lại cả nhà, trùm lại ít bữa nữa mình hái sau nha. Không xoa đen cả nhà ơi. Đó đây. Trời ơi, trái quá chừng luôn. À. Thì cái mâm xôi này á, mé bên đây cả nhà. À, nó khác với mé bên kia. Bây giờ nó chín trễ hơn nè. Cái mé này á, lúc nào cũng chín trễ hơn. Đó, đằng sau cây táo nhà mình á, mé này nè. Đó, cây táo trên đây nè. Đó, một dãy cây táo mé bên đây. Cây táo này, cây táo tiểu view nè. Đó. Rồi, vườn mình thì mé bên đây nè. Đó, trên đó là vườn của mình. Cái mé đằng sau mình hay ăn... bữa hôm mà mình tưởng con gì đằng sau lưng của mình đó, đó là mé này nè. Đây bây giờ hái mấy cái quả này thôi. Quên mang bao tay rồi, tại vì đi xuống thấy nó rồi là mình hái luôn, chứ mình không nghĩ hôm nay đi hái mầm xô đen này lại quên mang bao tay. Trái quá chừng mấy đây nữa cả nhà. Wow, đụng vô nó là sự lắm. Trời ơi, trái hôm nay tươi ngon ghê cả nhà ơi. Wow. Sẵn tiện á cả nhà, để mình thử xem là cái mâm xôi đen á cả nhà chấm với lại mắm tôm Việt Nam mình xem có ngon không. Không hợp, để thử cái trái xanh thử coi. Trái xanh ngon cả nhà ơi. Trái mà nó chưa chín nó chua á, chấm này ngon ghê luôn. Ngon quá. Ô, tìm trái xanh ăn rồi nha ơi. Nguyên chùm luôn nè. Thôi công nhận luôn. Ăn chùm ruột đi á. Một hột hơi nhiều à. Không phải nhả hột ra, thôi hột nhiều quá, tại vì nó chưa chín nó hột nhiều. Đây nè. Không ngờ luôn cả nhà ơi. Cái trái xanh xanh lại rất là ngon. Công nhận giống trùng chuột quá. Màu đen á, ăn không hợp, tại vì màu đen nó ngọt. Nó không hợp với lại mắm tôm nè. Rồi ăn gì chua chua ngon. Phải nhả hột ra nhà ơi. Ăn được cái nước thôi.
chứ không thôi là đi 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 kia không ra. Cái quá. Ừ, quá ngon quá. Không biết chua chua mặn mặn ngon quá. Em trái rồi thôi hái tiếp à. Không ngờ nha. Ui à, đi chỗ khác em ơi. Cảm nhận luôn cả nhà. Tìm mấy cái trái đỏ đỏ như vậy đó. Trời ơi, chấm với lại mắm tôm ngon ghê luôn á. Nói chung đã thiệt chứ. Cái chỗ này là bắt đầu giống như là đầu mùa luôn vậy à nha. Nó lúc nào nó cũng chín trẻ hơn cái đằng kia. Chắc là mình nghĩ là nó thiếu ánh nắng rồi nha. Không sao đen mẹ không? Trái quá chừng luôn á con. Ok, đợi chút. Chạy vô làm đồ ăn cho con trai vậy nhờ. Rồi ra ngoài hai tiếp nè. Ao ao ao. Trời ơi, hôm nay không mang bao tay đâu á. Thì con trai mình nó ăn rồi bây giờ mình mới thoải mái ra hái tiếp. Đó, anh chàng kêu đói bụng mẹ ơi nên là chạy vô. Ôi còn nguyên một đống men đây à nhà, ít bữa nó chín mình hái nữa nè. Ui à, bên đây nè. Oh wow, nhiều quá. Ôi nguyên cái chùm mấy đây luôn nè, bỏ lên đây hái nè. Oh my god, ở trong rổ luôn. Lát nữa đấy, cái tay mình đang xì lì nè. Ít bữa nó ông xã nghỉ hưu rồi cả nhà ơi. Ôi 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 ôi. Au. Ôi mẹ ơi. Đầy da tróc vậy lúc nào cũng cặp cái hái cái trái này. Lúc nào cũng la. La không mắc tóc thì là chích tay. Nhưng mà vui à nhà ơi. Mỗi lần hái này vui. Tuy là nó chích tay nhưng mà vui. Thấy trái nó chín nó thấy hàm quá trời luôn. Ê trời ơi, quá ăn nguyên cả chùm luôn. Ôi mẹ ơi. Đã vậy đó. Cái này là làm nước đó, uống ngon lắm mà nhà ơi. Vô mình xay ra ha, rửa cho sạch xong xay ra. Lấy cả cái nước nó thôi. Đó. Xong rồi cái giống như là uống tươi vậy luôn cả nhà. Xong rồi cái mình luộc lấy cả cái rây á mình luộc á. Lấy cả cái nước thôi. Xong cái đập đá vô, bỏ xíu đường hoặc mật ong gì đó bỏ vô. Cái bỏ đá nhỏ nhỏ nhỏ. Trời ơi uống nó đá gì đâu. Bữa hôm mình làm xiên á, mình có làm như vậy đó. Nhưng mà hôm nay không biết mình có làm xiên gì không. Ý, trời ơi, cái trái này chín. Mà mấy cái trái chín nó hay có giòi lắm rồi nha. Chùm đá gì đâu cả nhà ơi. Cả nhà ai hái phụ nhung hà không? Bỏ cái rổ dưới hả? Mình hái cứ quăng xuống dưới rổ thôi. Quá đã luôn. Công nhận mấy anh đây nhìn cái quả nó tươi ghê luôn. Giống như mình hái đầu mùa vậy đó. Còn mấy anh kia là nó là chín là cái cây nó vàng hết rồi. Nó không còn xanh tươi như mấy anh đây nữa. Mấy anh đây tươi thiệt ạ. Nhớ hồi đó mà giờ này nè. Là em Trang cuộc sống Mỹ Washington Singapore lên đây chơi là hái cái mấy anh đây nè. Năm nay em đi Singapore rồi. Không có lên chứ thôi là cứ tới mùa hai vợ chồng với lại Sophia lên hái vui chứ. Trên kia quá chừng luôn rồi má ơi. Nhiều quá nhưng mà mình đâu có hái được đâu cả nhà. Cao quá. Sao mà xè được nó xuống hả? Má ơi, nhiều quá. Đây đây. My God. Ok. Được mấy chùm xuống cũng ok. Đây nữa nè. Nó nhiều quá nha. Nó cho nó nắng là nha. Nó muốn chín ghê luôn. Mấy chùm đây đen đen nữa nè.
Cho xà xà mấy em xuống dưới đây ha, chích nữa, lát nữa cái mình, lát nữa mình chạy xuống lấy cả cái cây mình kéo nó xuống, để ít bữa nó xà xuống mình hái cho nó vui. Đây cành lắm, trời ơi nhiều quá. Ông bói hái cái chùm này đi, trời ơi nhiều. Đá gì đâu. Xuống đây em ơi. Em đứng gì trên lầm kiển hết trơn nè. Ở đây nè, con cành lủng lẳng đây. Bỏ bố mệt cả nhà ơi. Được một mớ mắm xôi đen với lại một mớ táo rồi. Bây giờ đi hái dưa leo thôi. Đây nè. Đó, ok, hái luôn ha. Đó, dưa leo. Ok, trái dưới đây. Hai trái nè. Yeah, đây hai trái nữa nè. Ok. Đây mình thấy hai trái nè cả nhà. Đó. Cái này dưa leo như đây làm bối ok lắm luôn. Bây giờ gần hết mùa rồi cả nhà ơi. Cây dưa leo nó muốn héo luôn rồi. Mình bón phân mà nó không chịu rồi nha. Nó nói là tôi già rồi, để cho tôi nghỉ ngơi. Mà đừng có ép quá. Trái này hả? Đây trái nữa. Mấy đây trái nữa. Hết qua đây có hai trái này cả nhà. Đó, trái này ok nè. Trời ơi, trái này bự nè. Đó. Hai trái này mình cũng hái luôn nè. Đó. Đây, có trái hái luôn. Trong đây có quả nữa nè. Đó. Được cả mớ rồi nè cả nhà. Đó, cuối mùa chứ cũng ok ha. Trời ơi, coi con nhện nè, nó làm, nó văng tơ, tùm lum hết. Rồi, đây có quả nữa, ok. Hết rồi. Ok, em này có mấy trái nữa nè. Mé ngoài kia lát mình hái. Có cái mé này sao nó tốt quá chừng luôn rồi nhà ơi. Nó tốt, lên nguyên một mớ nè. Trời, trái này thẳng thơm ngon quá. Đây nữa nè. Ok ha, hai trái, ba trái luôn. Còn trái dừa leo chanh. Bữa giờ mình hái dừa leo chanh nhiều lắm, bây giờ nó cũng ngưng ra luôn rồi. Đây có trái nè. Có trái nữa. Mấy trong đây mình thấy. Mình thấy có trái trong đây nè. Núp lùm nè. Đó. Ok ha. Đây nữa nè. Con quả dưa leo nữa nè. Đó, dưa leo vàng. À, mình mua là nó kêu là dưa leo trắng à nhà ơi. Nhưng mà mình thấy là nó ra là dưa leo vàng. Này là dưa leo mướp nè, ngon dữ lắm luôn. Còn mấy đây mình thấy cái trái này ok, muối ngon lắm, mình hái luôn. Còn ba trái để cho nó bự chút xíu rồi mình hái đó, để cho mình muốn hái để cho nó tiếp sức á, nó ra nữa. Được thêm mớ dưa leo nữa cả nhà ơi. Bây giờ không biết mình đi tìm cái gì nữa ha. Đó, quay vòng vòng cho cả nhà xem nha. Cái mé bên đây là cây su su cả nhà ơi, để mình lại cái cây. Trời ơi. Bỏ sót một quả dưa leo. Oh my god. Xít nữa làm bự già luôn. Ý, có quả đây nữa chứ. Tính quay su su mà về thấy mấy trái dưa leo hái luôn. Su su mình quay cho cả nhà xem. Cái cây này là chị Hiếu Phạm tặng cho mình á. Đây nè, đó, trời ơi, hai trái này. Được mấy trái thôi cả nhà ơi, thấy nó xung xê vậy đó. Nhưng mà Nhung Hà trồng su thì cũng được có vài trái à. Ê, ở bên kia được ba trái rồi đó cả nhà ơi. Có con trái bên kia nó sắp bự đó. Mình nghĩ mình sẽ để một tới hai trái làm giống đó.
sang năm mình khỏi chị xin chị Hiếu Phạm có sẵn rồi mình để, mình cuốn giấy báo mình để đó luôn. Đấy, mùa xuân mình trồng, nói chung mình cũng được chục trái rồi nhà ơi. Bên đây có trái bự nữa nè, đó đây 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 nhà thấy không đó, Nhung Hà có thêm một trái bự đây nữa nè, đó đây có trái nè nè đó lủng lẳng cũng được chục trái rồi nha. Thì kể thì được nhiều được cả nhà à, nhưng mà không có nhiều trái giống như cái chị gì bên Canada chỉ trồng quá chừng, mình chỉ được khoảng chục trái thôi cả nhà. Ra mấy sau coi tìm trái nào nữa quay cho cả nhà xem. Ồ đây có trái này nè đó. Đây đó. Nó đăng ồ ồ hai trái này nãy mình quay rồi nè, hết chưa ta, nó đăng lớn nữa đó cả nhà ơi. Không biết được trái nào nữa, hên xui thì kệ đi, được trái nào nữa là được. Trái bí màu xanh này, nay nó bự chưa. Ồ, bên kia trái nữa kìa. Ồ, hai trái này tương lai nó sẽ rất là bự luôn. Ok ha, còn hai trái bên đây hơi nhỏ này, nó mới ra nên là nhỏ. Ồ, còn ở mướp á, bữa hôm nó đậu trái nhiều lắm mà bây giờ nó ngưng, nó không đậu nữa. Mà mình thu hoạch được mấy trái bự bự rồi, còn mấy trái nhỏ nhỏ này khoảng tầm 2-3 ngày sau mình sẽ thu. Ồ, mướp Nhung Hà có mấy giây ha, 3 giây mà được nhiêu đây trái, khoảng chừng mười mấy trái. Còn dưa lưới thì khoảng tầm được 4 trái. Còn còn cái gì ha, bí đao Hàn Quốc mình cũng được 4-5 trái. Con trái trong kia kìa, nó rất là bự luôn. Đây đây đây, đó gần thu hoạch rồi cả nhà ơi. Ê, con mớ xà lách treo này. Ý, để mình thu hoạch một mớ xà lách treo này đi. Rồi kiếm được cái thùng rồi thì qua thu hoạch thôi. Thôi bữa hôm mình nó hết mùa rồi, cái mình gỡ xuống, cái mình trộn đất lại, cái mình trồng lại mớ khác. Chứ cái mớ đầu tiên mà mình trồng á, bữa hôm mà mình thu á, là nó đã đi coi rồi. Ngắt đi xong rồi cái xíu nữa cho nó miếng phân. Mỗi lần mình thu hoạch gì là xong là mình phải tưới cho nó miếng phân cá. Mình nói để mình quay cái chai phân tại vì mình cũng quay rất là nhiều luôn cả nhà ơi, mình quay hoài mà mình sợ mấy bạn nói trời ơi sao chị Nhung cứ quay hoài. Mà hôm nay cũng giãn, bữa giờ cũng hơi lâu rồi mình chưa quay lại cái chai, để lát nữa mình quay lại cái chai phân cá cho cả nhà đi mua. Đặt ở trên Amazon người ta cũng có bán nè, rồi đi ra chỗ Hotware người ta cũng có bán, rồi trong chỗ shop quay á người ta vẫn có bán. Còn ở các nước khác thì mình không biết nha cả nhà. Mình ở Mỹ thì mình mua ở đâu thì mình chỉ biết vậy thôi. Còn các nước khác thì bán ở đâu thì mình không biết. Có cái hiểu xong rồi cứ lên trên mạng đặt thôi à nha. Đó. Cái phần cá là nó tốt hết được thôi. Trái cây rồi rau củ cái gì cũng tốt hết á. Hôm nay đi thu hoạch mồng tơi. Đây. Thì vô nấu canh tôm ăn. Cái lá này già rồi, tôi hoạch đặng cho nó ra lá non. Bên đây có mấy cái đọt nè, đây có mấy cái đọt nữa nè. Bữa hôm mình tặng cho chị bạn người Việt Nam mình á, bạn của ông xã à nha. Trời ơi, chị thích quá trời, chị nhắn tin cảm ơn mình vui quá trời rồi nha. Thì cái rau này á, người Mỹ, bạn Mỹ của mình á, người ta không biết ăn rồi nha. Nên là mình thích cho những loại rau mà những người bạn Việt Nam mình á biết ăn á, mình thấy vui hơn. Tại vì mình sợ cho người Mỹ họ không biết ăn rồi họ dục đi á, mình tiếc. Trời ơi, lá bự bự không cả nhà ơi. Oh, wow. Non hé. Oh, cái này làm lẩu ăn là tuyệt vời luôn á. Nhiêu đây á, Nhung Hà có một bữa canh rồi. Lô sách nhỏ nhỏ ra, cái dụ con trai nó ăn cơm. Lấy một mớ tôm tươi hoặc tôm khô đó, mình nấu đều ngon hết. Cây này mình hái luôn nè. Lá này bụi ghê luôn.
Mùa xuân đó thì mình trồng được cây gì ha? Cây củ cải này. Còn bây giờ mùa thu và mùa xuân là củ cải là cũng rất là tốt luôn nè. Mà nói chung bữa giờ mình cho nó núp núp củ cải ở dưới mấy cái cây á, nó vẫn lên rất là tốt. Chạy qua đây mình thu mấy cái củ cà rốt này nha ơi. Cà rốt trái tim, trời ơi cà rốt trái tim á mình thích lắm luôn. Mấy củ thôi. Đây nè, đó, đó. Nó tròn tròn dễ thương. Rồi mình nhổ một củ là củ này nó lên luôn. Nhổ ra xong để cho nó chẳng dãn để mấy củ kia nó có năng lượng. Đó, ủa dạ. Ok, ủa trời ơi, mỗi lần mình nhổ một cây là ba bốn cây nó trọt lên. Ổn chưa? Cây này nữa nè. Ôi trời ơi, công nhận nó tròn hết y như trong cái hình vậy đó. Mình rất là thích cái loại cà rốt này nè. Nó nhỏ nhỏ, thấy cưng lắm. Cái củ này chắc bự nè. Ồ biết ngay mà, trời ơi, bự chưa? Ồ wow. Qua đã qua đã. Đây có củ này nè. Ồ mấy củ mà thưa thưa nó bự hé. Củ này cũng bự nè. Ra được mấy củ rồi ha. Đó, mình nói mình nhổ mấy củ thôi chứ nhưng mà mỗi lần mình nhổ là mình thấy đã tay đó là mình nhổ hoài. Rồi bác ra đi lại bắt đầu cưa cọ gì đó mà rồi. Tìm con củ mấy đây nhổ này cho. Tuy là nhỏ nhỏ nhưng mà để cho hai cái củ nó bự cho nó thừa ra xíu. Ôi củ này bự chưa? Ôi trời ơi, đã chưa cả nhà? đã chưa? Nó bự so với lại củ với cà rốt tròn thôi chứ cái giống nó là nó không có bự nữa. Để mình thử củ cà rốt này cả nhà ơi. Để xem bữa giờ, bữa hôm nhớ mình nhớ có thua mà mình quên thử. Tại vì là lứa này lứa thứ hai nè, lứa đầu tiên bữa hôm mình có thử mà lâu rồi. Đó trời ơi cái củ bự chưa. Trong hình á là chỉ có nhiêu đây thôi nè cả nhà. Đó nó vừa tròn nè, nó giống như hình trái tim vậy đó. Chỉ như vậy thôi. Rồi sau khi mà giống như là nó đã tốt á, nó bự là nó giống vậy nè. Đó cả nhà thấy hai loại khác nhau không? Màu cam nhỏ ơi, bên trong màu cam. Loại này đặc biệt nhất luôn. Màu đen cũng rất là ngon. Mà mình thích ăn cái loại nào? Cái này nhỏ nhỏ, ngọt ngọt, giòn. Rất là thơm. Thơm mùi cà rốt, trời ơi, đã lắm. Với cái táo nãy ăn rồi đó. Ngon quá. Trời ơi, mũi. Nãy giờ nó chích mình không biết bao nhiêu phát rồi. Trời, chỗ này nè. Tay nè. Mùa hè á, nhiều mũi ghê đó. Ngon, giòn tan à. Mùa hè xong á, hơi nhất là ngồi cạp cạp mấy trái này nè. Cảm giác nó vui lắm nha. Dưới kia là cái bụi hoa. Bụi hoa màu trắng cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Hai cụm túc cầu bên kia thì nó đổi màu rồi. Mũi cắn. Còn hoa mọc lan á thì mùa xuân nó mới nở. Rồi nó không nở. Nó giòn ngon thì đâu á. Bác Jerry hàng xóm á thích cái củ này lắm. Bác hỏi Nhung ơi chừng nào mà con thu cà rốt này nhớ cho bác mấy củ nha. Lát nữa mình em mấy củ không tặng bác. Mùi mùi đi chỗ khác. Cả nhà ơi hôm nay Nhung Hà lại thu hoạch được một mẹt và một rổ. Trời ơi quá chừng luôn. Bây giờ mỏi tay quá cả nhà ơi. Thôi video tới đây thôi nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh ủng hộ Nhung Hà nha cả nhà. Bye bye. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha.